Các nhà khoa học đã dần tin vào cõi âm là có thật. Các nhà khoa học Nga cho biết họ đã liên lạc được với thế giới của người chết và đang dần đến một khẳng định rằng cõi âm là có thật. Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Nga vào tháng 8 năm 2004. Hai chiếc máy bay rơi cùng một lúc tại hai địa điểm cách nhau khoảng 720 km, cướp đi mạng sống của 90 người, gồm cả phi hành đoàn và hành khách, trong khi cơ quan điều tra Liên bang Nga đang có mặt tại hiện trường ở khu vực Rostov và Tula để điều tra. Phân tích nguyên nhân gây ra hai vụ tai nạn thì các nhà khoa học tại thành phố Saint Petersburg đã biết được rằng đó là một vụ khủng bố. Họ đã thu được những âm thanh lạ phát đi ở dạng sóng cực ngắn. Sau khi giải mã, họ đã vô cùng bàng hoàng khi nghe được giọng nói đó là một tên khủng bố. Đây thực sự là một tin gây chấn động đối với người dân và những lời nói kể trên đã được chính thức phát lại trên đài phát thanh Saint Petersburg. Những người vốn trước đây không tin cuối cùng đã phải công nhận rằng thế giới âm thực sự tồn tại. Từ thời xa xưa thì người ta đã có ý thức và cố gắng liên lạc được với thế giới âm bằng cách này hay là cách khác. Các thầy tế và pháp sư đã dùng biện pháp thôi miên để có thể nghe được những giọng nói phát đi từ những hành tinh khác. Rồi đến những nhà thần linh học hay còn là spiritist cũng đã nỗ lực không ngừng để học được những thông điệp từ âm ti bằng cách quay tròn một chiếc đĩa nhỏ. Tất cả họ đều nhận thấy rằng thỉnh thoảng những linh hồn có thể tiết lộ được những thông tin bí mật về một số người nơi chốn nào đó, hoặc thậm chí là có thể dự đoán được trước những sự kiện sắp xảy ra. Về Jessica Manchester Roscoe, một chuyên gia nghiên cứu về lịch sử của thuyết duy linh, tuyên bố rằng một số thầy phù thủy còn có khả năng làm cho những người đã chết sống lại trong một thời gian ngắn. Những thầy ma được làm cho sống lại này có những hành động ma quái, mặc dù hình dạng vẫn giống như khi còn sống. Những người phản đối thuyết duy linh thì cho rằng những bức tranh về những thầy ma bị phù phép là giả mạo. Từ khi phát minh về sóng vô tuyến ra đời, người ta đã thấy những tiếng nói lạ xuất hiện trên nền sóng phát thanh. Vào khoảng năm 1949, thì một người Ý có tên là Marcello Becchi đã thu lại được những tiếng nói đó và phát hiện ra rằng người ta có thể hồi đáp lại chúng. Giáo sư Anselm Mackie thuộc Đại học Kỹ thuật Vô tuyến đã quan tâm đến vấn đề này. Ông đã thành lập ra tổ chức Russian Instrumental Transcommunication, tổ chức linh thông học phương tiện Nga, được tạm dịch là như vậy, với mục tiêu hợp tác với thế giới âm. Những thí nghiệm của các đồng nghiệp nước ngoài đã thôi thúc Anselm Mackie tự tiến hành những thí nghiệm của riêng mình vào năm 2002. Ông phát hiện ra rằng mình vẫn có thể nhận được những câu trả lời của các hồn ma ngay cả khi micro đã được tắt đi. Mackie kể lại rằng ngay khi cái ngày xảy ra vụ tai nạn máy bay kể trên, ông đã tiến hành liên lạc được với thế giới bên kia, mong được cho biết về nguyên nhân của thảm kịch. Lời đáp ông nhận được ở trạng thái rất nhanh và lộn xộn. Sau khi giảm tốc độ của lời nói đó xuống khoảng 2,5 lần, thì Atom đã cuối cùng có thể nghe được câu trả lời. Đó là một tin khủng bố. Một vài ngày sau đó thì thông tin này đã chính thức được xác nhận là đúng. Atom Markey thực sự tin rằng cuộc sống sau khi chết là có thật. Trong khi một số cuộc nói chuyện với các linh hồn, Atom đã hỏi rằng liệu con người và các loài động vật sau khi chết đi có duy trì được nguyên kích thước của mình hay không? Giọng nói trả lời, bạn tồn tại giống như là sóng điện tử. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, phù thủy, trấn yểm, lời nguyền. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.